Xin chào mọi người nhé, lại là em Lợi đây. Và tiếp tục em Lợi sẽ báo giá tổng hợp tất cả các dòng xe mà đang có mặt tại cửa hàng em Lợi nhé. Bên địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, nằm ngay trên đường cầu Cát Linh, Hà Đông đây. Đây là trên trục đường quốc lộ Xuân Mai, quốc lộ 6 lên Sơn La, Hòa Bình. Đấy, mấy tỉnh nằm trên dọc quốc lộ 6 nhé. Đây là địa bàn em Lợi là bên Hà Đông, đối diện cây xăng dầu số 6 này. Đây, và toàn bộ xe thì bên em Lợi đang bày xếp hàng đây. Đấy, chiếc đầu tiên là chiếc BT2014 số sàn 2 cầu đến Hà Nội, màu vàng cát. Xe đang bán với cái giá là 320 triệu nhá. Và cái chiếc D-Max màu cam vừa mới cập bến từ Sài Gòn về đây. Chiếc màu cam 2 cầu tự động 2016 biển 51 Sài Gòn vừa mới về Hà Nội đây. Số tự động 2 cầu. Chiếc xe đang chào bán với giá là hơn 400. Cái này thì bên em sẽ up lên lại giá, sẽ công bố sau với quý chị nhé. Và bên trong nhà này, chiếc Triton 2013 số tự động 2 cầu màu xám lông chuột đây. Đấy, chiếc này đang chào bán với cái giá là 345 triệu nhé, 345 triệu biển 29C 245213. Đấy, và toàn bộ xe màu xám lông chuột, số tự động 2 cầu, đèn pin xi lông. Đây bên cạnh là chiếc Triton 2 cầu 2019 số tự động 2 cầu màu trắng nhé, đang chào bán giá là 580 triệu này, 580 triệu cho em Triton này 2019 tự động 2 cầu. Và bên trong này là chiếc Everest 2014 số sàn 2 cầu màu đen, giá đang chào bán là 365 triệu, số sàn máy dầu màu đen biển 30A24338, xe 7 chỗ ngồi, phù hợp anh chị em mua gia đình nhá. Và bên cạnh là chiếc Innova 2007 này, 2017 nhá, Innova 2017 màu bạc. Đấy, giá đang chào bán là bên em là 385 triệu nhá, 485 triệu nhá, 485 triệu số sàn 2017 Innova màu bạc nhá. Đấy, tiếp tục là chiếc Vios này, Iris nhập Nhật 2009, đăng ký 2010 biển 4 số 30Z nhá. Chiếc này đang chào bán với cái giá là 265 triệu quý chị ơi. Có bớt có thương lượng nhá. Và bên trong là Ford Focus này, đấy, 2018 này, nằm với cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 420 triệu nhá. Đấy, toàn bộ mặt đường bên này thì bên em lại quay cho quý chị này. Đấy, xe bán tải 7 chỗ ngồi máy dầu để phục vụ quý chị nhá. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nhá. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Quý chị nào mà mua những chiếc xe từ đời 2016 trở lên thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý khách hàng nhá. Và mặt tiền phí quốc lộ này, đây là chiếc Triton 2021 này, bản Accent này. Đấy, 615 triệu quý anh chị ơi, bản tự động cao cấp nhất năm 2021 nhá. Và bên cạnh là em Triton 2017 số sàn, đấy, màu bạc. Đấy, 365 triệu số sàn một cầu nhá, bản thấp nhất của Triton. Đấy, với cái tầm tiền 365 triệu 2017 này. Bên cạnh là em Chevrolet Trailblazer số tự động 2 cầu bản full. Đấy, chiếc xe này đang chào bán với giá là 590 triệu nhá, 590 triệu Trailblazer. Và bên cạnh là em Ford Ranger 2014 số sàn màu trắng. Đấy, 330 triệu. Đấy, 330 triệu nhá. Và bên cạnh đây là em Starrex này. Starrex thì nhà em còn 4 xe nhá. Đấy, xe này là xe 2014 này, 2014 này. Đấy, xe đang chào bán với cái giá là 495 triệu nhá, 9 chỗ ngồi máy dầu màu bạc. Đấy, xe Hyundai Starrex nhá.
Và bên trong là Hyundai Stratus chiếu thương đời 2009 nhá. Chiếc xe này thì nằm ở bên đây em khá lâu rồi, chị em chưa bán được. Đó, thì do đang vướng về cái giấy tờ pháp lý. Đây, và chiếc 2015 này, biển 3 Hà Nội 30A này, 71155 này. Xe đẹp xuất sắc luôn. Xe máy dầu 9 chỗ ngồi màu 3. Xe đang chào bán với giá là 495 triệu nhá. Hyundai Stratus biển Hà Nội. Bác nào mà về Hà Nội với Sài Gòn không sợ mất 20 triệu tiền biển nhá. Đấy, xe này thì đẹp xuất sắc luôn. Hai cửa lùa. Đấy, ghế nội thất rộng rãi, máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm, số sàn. Đấy. Và bên trong là em Land Rover nằm đây quá lâu rồi, hơn 1 năm rồi. Chiếc này thì nói mãi rồi, nói suốt rồi nhưng mà chưa đi đây. Đấy, chiếc Land Rover 2010. Giá thì giá nào cũng bán thôi. Bác nào mà thiện chí qua xem xe thì nói chuyện giá cho nó dễ nhá. Thì em chào mãi rồi. Và bên cạnh là chiếc Triton 2019 này, tự động một cầu màu xám lông chuột. Chiếc này đang chào bán với giá là 490 triệu nhá, 490 triệu. Đấy. Và bên cạnh là em Accent 2019 phong cũ, số tự động một cầu. Chiếc này là bản Accent nhưng mà là phong cũ nhá. Đấy. Chiếc kia là chiếc màu trắng là 2017 nhá quý chị ơi, xin lỗi quý chị nhá, 2017 Accent phong cũ. Chiếc này đang chào bán với giá là 460 triệu nhá, 460 triệu đây. Đấy. Toàn bộ các dàn xe bên em Lợi còn rất nhiều để phục vụ quý chị này. Bác nào mà quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Quý chị nào mà có nhu cầu chốt đơn liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một video gần nhất.